Hôm nay mình quyết định là sẽ mang đến cho các bạn một cái món ăn gọi là mới hoàn toàn luôn về cái thương hiệu này, về cái Bill về cái switch đều là những cái thứ mà không quá là phổ thông. Vậy thì cái gì đang chờ đón chúng ta đây? Trên tay mình đang là chiếc bàn phím của thương hiệu kemu à, Chiếc phím này thì là kemu K98 SE nó thuộc 1980 series phí cao su màu đỏ điểm nhấn Hai tầng đấy. Cái này thì nó rất là quan trọng Và chỉ phím nhựa thì mới có Phím nhôm nó lại chả có mấy cái này đấy. Mình thì mình thích Tại vì mình thường là sẽ cây lên mức độ cao nhất luôn Gõ cho nó đỡ với Vân dập lên Đó, Nhìn khá là cứng cáp Sờ rất là cứng luôn anh em Logo in to Phông chữ vuông vắn tất cả nó tạo nên một cái hình thái rất là cứng cáp, khỏe mạnh Kể cả những cái đường góc này Đấy, cũng là vuông góc hết Đó Những cái cạnh này đều là vuông góc, ít có bo tròn À đấy, quên khoe cho anh em Kể cả cái sợi dây mà đi cùng ấy, nó cũng có những cái đường họa tiết vân dập như thế này Và sợi dây này nó là một cái màu xám Đó không phải dây aviator xoắn nhưng mà màu xám và có cái đường vân dập như thế này thì nhìn nó cũng rất là đồng bộ mình thích ok đấy khi mà đèn lên thì chúng ta duy nhất có một giải led ở đây như thế này thôi nhìn nó nhẹ nhàng tinh tế anh em ạ em này đi với con chuột hôn được của mình đấy, con chuột galax hôn được phim này hai em này đứng cạnh nhau nhìn nó rất là ok luôn cũng khá là mượt đấy, tông màu trắng xám mình thì mình thích cái uh, dáng của con chuột này nó phù hợp với cách cầm của mình Thôi nhưng mà cái chuyện đấy nó khá là dài dòng Và chúng ta còn nhiều nội dung phải đi qua nữa Chúng ta cứ tưởng là clicky switch có lẽ là diệt chủng rồi Tuyệt chủng luôn rồi Nó giống như là loài khủng long vậy Giờ ai còn chơi clicky nữa Nếu như mà anh em đang xem mà có người yêu thích switch Clicky thì hãy lên tiếng ngay nhé. Các bạn là động vật quý hiếm. Rồi, thế tại sao Switch Clicky nó lại bị ruồng bỏ như vậy? Mình cũng đã từng có thời gian không thích uh, Switch Clicky. Nếu như chúng ta có những cái Switch Linear ngon, nó tạo ra được cái âm thanh mà các bạn thích, ví dụ như là Creamy, như là Marble, như Clicky, Thumpy, thì những người mà chơi switch clicky ấy, là nó không có những cái định nghĩa đấy qua mấy ngày noel mình được trải nghiệm cái phím này thì mình cảm thấy nó cứ mang lại cho mình cảm giác jingle bell kiểu gì đấy <laughs> nó cứ uh, giống như là tiếng của một cái cỗ xe đoàn tuần lộc ấy nó rất là nhiều âm thanh lạo xạo lọc sọc đấy, và khi gõ xuống giống như là chúng ta đang đi ở trên một con đường đá vậy rất là lạ xạo, rất là lọc sọc. À, theo như mình nhìn thấy ở trên này này là nó có cái chữ Long Hoa. Thì uh, switch Long Hoa ấy nghe thì có vẻ lạ nhưng mà thực ra nó lại là quen các bạn ạ. Thì Long Hoa này chính là công ty mẹ và sản xuất ra Long Hoa và Kai anh em nhá. Nghĩa là em Blue này nó chính là cùng một nhà với cả Kai bóc wi đấy. Vậy thì con switch clicky này nó không được lòng mọi người nhưng chắc chắn là phải có lý do mà người ta vẫn sản xuất nó ra. Thứ nhất là clicky nó cho mình một cái cảm giác có khắc giống như là tay cầm game Xbox PS đi chúng ta cũng có những cái feedback từ những cái nút bấm tắt tai đấy ấn xuống nó khực 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 đó thì đấy là những cái phản hồi mà người chơi game rất là thích tiếp theo khi mà chơi game ấy anh em có thể là sẽ đeo tai nghe này thì cái việc mà nghe thấy được những cái âm thanh của bàn phím ấy Nó cũng là một cái phản hồi tốt đi cùng với cả cái khắc này Dạng như kiểu là được confirm với anh em Khi mà gõ xuống làm cái gì cũng cần phải được confirm đúng không? Đó, thì chúng ta rất là chắc tay với những cái thao tác của mình Đúng là nó rất không phù hợp với những người mà phải sử dụng bàn phím ở môi trường xung quanh có đông người Nó gây ra nhiều âm thanh khó chịu Về cái layout thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay Nó là một em 1008 compact thoải mái chúng ta phục vụ tất cả những cái công việc văn phòng liên quan máy tính không sợ thiếu nút. Tuy nhiên nó lại được một cái lợi điểm đấy là nó ngắn hơn full size, tinh gọn bớt cái khu vực phím điều hướng và những cái phím chức năng ở trên này. Về cái khả năng kết nối ấy thì ở đây các bạn có thể thấy là mình đang cắm một sợi dây cáp USB từ A sang C. Và nếu như nói về khả năng kết nối của em này thì mình tin chắc là các bạn sẽ phải giật mình và ngưỡng mộ. Ngoài dây này ra ấy để mà kết nối ấy thì em này uh, không không còn gì nữa <laughs> rồi ơi có mỗi cắm dây thôi uh, đó cũng là một cái điểm mà mình hơi buồn về em phím này nghĩa là chỉ có cắm dây thôi thực sự ấy, thì mình là một người dùng phím mà chỉ có cắm dây khi sử dụng ấy không phải chờ không phải có độ trễ không phải chờ nó sleep xong rồi nó tỉnh lại rồi nó kết nối lại rất là phiền tuy nhiên uh, với rất nhiều người nhé cắm dây nó lại không phải là option nhiều khi không có chỗ để cắm này không có dây đủ dài này hoặc là cây để xa quá hay như nào đấy hoặc là dùng với ipad ios uh, máy tính bảng điện thoại thì tất cả những cái đấy là dây nó sẽ không xử lý được và chúng ta cần có wireless hoặc là bluetooth thì rất tiếc là em bàn phím này không có ok không có dây uh, switch clicky vậy thì uh, Mua về rồi là thay switch khác vào chơi. Có được không? Ừ. Ok. Đấy là nếu mà anh em quan tâm đến vấn đề mod này, custom này. Thì mình phải khuyên thật với anh em là chiếc bàn phím này nó không phù hợp với cái điều đấy. Chiếc bàn phím này nó là mạch hàn. Các em switch mà lúc nãy mình tháo ra cho các bạn xem. Nó đã được hàn chết vào cái mạch này rồi. Và muốn thay switch ấy chúng ta chỉ có nước là dã hàn hết tất cả ra và hàn lại switch mới vào đây đấy, cái switch mà dã hàn ra thì chân nó cũng tùy vào cái trình độ mới có thể dùng lại được hay không anh em nhé trình độ hàn mà vớ vẩn thì switch cũng bỏ luôn đấy mạch hàn thì có vẻ sẽ là một cái vấn đề nếu như mà sau này anh em muốn thay đổi cảm giác trải nghiệm còn nếu như anh em uh, xác định là cứ thế chơi luôn dùng mãi thì mạch hàn nó lại bền hơn đấy nha anh em nhé không lo đâu về các cái con staff đi Nếu mà không độ chế được Thì lúc này chúng ta phải rất quan trọng Chất lượng build Tại vì chúng ta gần như là không tháo ra được cái gì hết Tháo ra thì sẽ rất là mất công Còn người dùng bình thường Thì phải quan tâm đến là chất lượng build Phải cực kỳ ngon Vì dùng luôn mà Mua về dùng luôn Không sửa sang gì cả Mình không hiểu sao nhé Nhưng mà tất cả những cái bàn phím mạch hàn mà mình biết ấy Thì kể cả là thương hiệu lớn, thương hiệu nhỏ Họ đều cố gắng làm cho cái con start rất là ngon Tại vì sao? Đương nhiên anh em không thể tháo ra mà mót lại được Nên là buộc họ phải làm ngon thôi Thì K98SE này cũng không phải là ngoại lệ Start khá là ok, không tích, không rattle à, Thực ra là rattle ấy không ấy Hơi khó nói nha Tại vì cái switch clicky này nó kêu to quá <laughs> Nó kêu như này thì kể cả Staff mà có hơi rát tổ tí Cũng vấn đề gì đâu anh em nhỉ Quan trọng không tích thôi Đấy, đặt tay lên đây không thấy tích này Đó Mình chưa ấn gì nhá Đâu kêu gì đâu Thế là được rồi Bổ sung một điều với anh em Đấy là bộ staff này là bộ staff của Gateron anh em nhá Thế nên là mình nghĩ nó khá ok đấy Gateron thì cũng không phải là Một cái thương hiệu vớ vẩn gì nó cũng không phải là cao cấp nhưng mà cũng là một thương hiệu có rất nhiều kinh nghiệm Tính năng của em uh, bàn phím này ấy, thì nó cũng chả thiếu cái gì cả Nói chung anh em cần gì có đấy Tất cả những cái chức năng bàn phím có cái gì thì nó đều được in lên keycap hết Nhưng mà thực sự nhá Mình lại không mình lại không thích là in hết lên đây đâu Mình thấy nó cứ bị dườm già ấy Tại vì dù sao thì anh em dùng một thời gian anh em cũng quen mà thôi nhưng mà dài dòng về những cái chuyện tính năng rồi các thứ thì nó cũng chỉ như anh em đi đọc thông tin mà thôi cái vừa rồi coi như là mình giúp những anh em lười đọc thì anh em chờ mình tí mình sẽ tháo em phím này ra để xem là chúng ta có thể làm được gì với nó thứ nhất là mình biết là ở dưới này có một cái miếng foam eva nó tiêu âm khá nhiều bây giờ ấy đã là switch clicky rồi thì mình thích là nó phải to hơn nữa, Mốt cho nó mẹ to vang hẳn lên đi, thế nên là mình bỏ đây luôn. Đấy. <laughs> Ê, thì uh, cái này nhá, không phải là clip hướng dẫn hay là clip mà uh, thông tin bổ ích cho anh em, đây hoàn toàn là uh, gọi là nghịch thôi, nhá, uh, không khuyến khích thử ở nhà, đấy, cái đấy thì uh, mình cũng đã có clip nói về chuyện đó rồi nếu như thép mót thì chúng ta sẽ dán hết những cái phần này những phần này phần này, 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 này dán hết vào nhưng mà hôm nay ấy mình muốn thử trải nghiệm là không phải thép mót mà là ni lông mót thì nó sẽ như nào dùng khoảng một thời gian, một tuần, mình dùng cỡ một hai tuần thì mình lại thấy khá là cảm xúc với nó, quen dần cái tiếng đấy. Nên là nó cũng có cái thích riêng anh em ạ. À, mình sai lần lâu quá rồi. Đây. Đấy. Mình suốt ngày sai lần. Đấy. Tự, tự nhiên sang đây mình lại thấy nó có cảm xúc hơn. <laughs> Rồi, vậy thì anh em như thế nào? Anh em có muốn chơi cái loại uh, To mồm như thế này hay không? Rất là lạo xạo như thế này hay không? Anh em liệu xem clip này Xong có được cái cảm xúc gì với em nó? Hãy comment ở dưới cho mình biết Còn video hôm nay đến đây là kết thúc Xin chào, bye bye